Chào mừng các bạn đến với vlog của chúng mình ngày hôm nay với chủ đề làm sao đủ điều kiện để đi du học Mỹ các bạn nhé. Ngày nay du học Mỹ ngày càng phổ biến với rất là nhiều du học sinh Việt Nam, và cái số lượng mà du học sinh Việt Nam đi du học tại quốc gia Hoa Kỳ ngày càng gia tăng trong những nhiều năm tới. Thì tuy nhiên, việc làm sao mà đủ điều kiện để đi du học Mỹ luôn là một trong những cái vấn đề nan giải của tất cả các bậc phụ huynh đang có ý định cho con em mình đi du học Mỹ. Thì tại vlog này thì bạn Xuân Anh sẽ chia sẻ cho các bạn biết thêm những một số kinh nghiệm cũng như là giải đáp những cái thắc mắc của các bạn để các bạn giúp cho các bạn có thêm nhiều thông tin và rõ hơn nhé. Thì đến với câu hỏi đầu tiên của chương trình ngày hôm nay của bạn Như Xuân, hiện bạn đang sinh sống tại quận 8 và bạn đã đặt ra câu hỏi rằng thì qua nhiều bạn em du học ở Mỹ và có lời khuyên cho em là đi du học Mỹ. Bản thân em thì cũng có tìm hiểu việc du học Mỹ không phải là một điều dễ dàng và phải có những cái điều kiện để du học Mỹ. Thì anh chị có thể chia sẻ cho em biết thêm những cái vấn đề làm sao đủ điều kiện để du học Mỹ được không? Chào em. Thì rất là cảm ơn câu hỏi của em đã gửi tới vlog của tụi mình. Thì đây cũng là một cái vấn đề mà nhiều du học sinh đang có dự định đi Mỹ gặp phải. Thì đầu tiên, để có một cái bộ hồ sơ để mà xin thị thực visa Mỹ hoàn hảo thì trước hết là em cần phải có một cái kế hoạch học tập rõ ràng và chứng minh được là em thật sự muốn đi du học Mỹ. Thì viên chức lãnh sự Mỹ sẽ xem xét cái kết quả học tập của em tại Việt Nam cũng như là cái kế hoạch học tập trong tương lai của em tại Mỹ để có thể biết được là cái ý định đi du học của em có thật sự hay là không. Thì em phải sẵn sàng trả lời với lại viên chức lãnh sự những cái câu hỏi như là lý do tại sao em chọn trường này để học, rồi cái ngành mà dự định học của em tại Mỹ là gì và cái kế hoạch nghề nghiệp trong tương lai của em thì như thế nào. Thì cái việc này nhằm để đảm bảo được rằng là em thật sự đến Mỹ vì mục đích học tập chứ không phải vì một cái mục đích nào khác. Thì cái thứ hai là em cần phải chứng minh được là em có đủ khả năng, năng lực về tài chính để có thể mà chi trả mọi khoản phí trong cái quá trình mà em đi du học tại Mỹ. Thì cái việc mà em có đủ năng lực tài chính để đảm bảo cho cái việc học tập và ở Mỹ hay không, thì cái chính phủ Mỹ bao giờ họ cũng muốn đảm bảo chắc rằng là em sẽ không bỏ học giữa chừng để mà đi làm bất hợp pháp tại Mỹ. Thì nếu mà em được gia đình hoặc là một cái cá nhân nào đó bảo trợ về tài chính thì em cần phải chứng minh được rằng là cái người bảo trợ này có đầy đủ khả năng, năng lực về tài chính để có thể lo cho cái việc học cũng như là ăn ở của em. Về cái cơ hội của em sẽ cao hơn rất là nhiều nếu mà cái người bảo trợ này là ba mẹ của em. Còn nếu mà cái đối tượng bảo trợ là một cái người khác thì em cần phải chứng minh được cái mối quan hệ giữa em và người này là gì và lý do tại sao người này lại muốn bảo trợ cho em. Thì tiếp theo là em cần phải chứng minh là sau khi học xong thì em sẽ quay về Việt Nam. Thì đối với luật thị thực của Mỹ thì quy định rằng là các viên chức lãnh sự được quyền xem tất cả các ứng viên xin thị thực đều là những người mà có mục đích sẽ ở lại sau khi mà kết thúc khóa học. Thì em cần phải thuyết phục được lãnh sự là em sẽ không rơi vào cái mục đích đó. Thì cái việc chứng minh sẽ quay lại Việt Nam này thì nó sẽ có liên quan đến những cái dự định của em trong tương lai sau khi mà học xong. Thì viên chức lãnh sự sẽ căn cứ vào những cái tờ khai cũng như là những cái giấy tờ liên quan cũng như là cái kế hoạch học tập của em, kế hoạch dự định tương lai của em sau khi tốt nghiệp để có thể xem xét về điều này. Thì đối với lại du học sinh thì viên chức lãnh sự quán Mỹ cần phải nhìn thấy rằng là cái việc mà em xin visa du học Mỹ không phải là vì một cái lý do tự phát mà thật sự là em muốn đến Mỹ để học tập, và các em cần phải tìm hiểu kỹ về các nơi mà các em dự định đến để học tập và chương trình học mà các em đã ghi danh theo học là gì. Cảm ơn sự chia sẻ của bạn Xuân Anh. Câu hỏi tiếp theo của chương trình đến từ bạn Thu Trang, hiện bạn đang sinh sống tại Gò Vấp, và bạn chia sẻ, bạn đặt ra câu hỏi rằng khi mà mình đi vào lãnh sự quán Hoa Kỳ phỏng vấn á thì mình cần phải mang những cái giấy tờ cần thiết nào vậy? Thì xin chào bạn. Thì qua cái vlog ngày hôm nay thì mình cũng xin chia sẻ thêm về cái việc mà cần chuẩn bị những gì trong cái lần phỏng vấn xin visa. Thì trước hết là bạn cần phải chuẩn bị là những cái hóa đơn thanh toán các khoản phí trước đó. Rồi, ngoài ra thì bạn cần phải có mẫu đơn I-20 hay còn là cái thư nhập học của trường. Rồi, tiếp theo nữa là hộ chiếu. Kế tiếp là giấy có mã vạch thông tin. Thì mã vạch này sẽ giúp cho lãnh sự quán Mỹ biết bạn là ai và mình sẽ đề cập một số cái thông tin cá nhân của bạn ở trên cái đơn này ha. Rồi, ngoài ra thì bạn có cái bảng điểm phổ thông hoặc là bảng điểm đại học, cao đẳng nếu có.
Cảm ơn bạn Xuân Anh với sự chia sẻ vừa rồi của bạn. Thì mong rằng qua sự chia sẻ của bạn Xuân Anh đã giúp các bạn giải đáp những cái thắc mắc về vấn đề điều kiện khi mà muốn đi du học Mỹ. Thì nếu như mà các bạn vẫn còn gặp những cái khó khăn về các vấn đề làm sao đủ điều kiện để đi du học Mỹ thì hãy liên hệ ngay với công ty tư vấn du học hàng đầu Tân Đại Dương, mặt tiền 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất các bạn nhé. Và có lưu ý là hiện tại thì công ty tư vấn du học Tân Đại Dương không có chi nhánh tại Hà Nội các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.